cho tất cả các em. Hôm nay chị sẽ ăn thử một món ăn vô cùng độc đáo luôn, và đó chính là món lẩu tự soi. Đây là phần quà mà anh Tiểu Thúy đã mua về cho chị ăn thử, bởi vì anh ấy nói dạo gần đây món này rất là nổi tiếng. Một hộp như thế này thì có giá là 250.000, khá là mắc đúng không em? Bởi vì với 250.000 chúng ta có thể ra ngoài chợ hoặc là siêu thị mua rất là nhiều thứ về nấu một nồi lẩu to bự cho cả gia đình cùng ăn. Tuy nhiên chị hy vọng rằng với giá cả cao như thế thì nó sẽ ngon, để từ nay chị không mất công nấu lẩu nữa. Anh Tiểu Thúy đã mua cho chị hai hộp. Hộp thứ nhất là mì hải sản, lẩu hải sản, và hộp thứ hai là lẩu bò, nấm và rau củ. Tuy nhiên trong video này chị chỉ ăn được một hộp thôi, bởi vì nếu mà chị nấu cả hai hộp ra không ăn hết thì sẽ rất là lãng phí. Cắt một hộp này đi. Đây là lẩu hải sản các em ạ. Nhìn sơ qua là chị đã biết hải sản rồi, bởi vì chị thấy những em tôm ở trên đây. Đó, ở đây có một em gấu panda rất là dễ thương này. Ngoài ra đằng sau này thì có một tấm hướng dẫn. Đó, người ta đã viết rất là chi tiết. Chúng ta chỉ cần mở hộp làm theo hướng dẫn là có thể ăn được thôi. Xem bên trong có gì nào. Ta-da! Ở bên trong đây thì có rất là nhiều gói nhỏ. Cái này hình như là một cái thìa và một đôi đũa. Tiếp theo là một gói súp. Hình như bên trong đây là thịt kem ạ. Có thể là tôm, bởi vì lẩu hải sản mà. Cái này là mì tôm. Hết rồi. Ở phía dưới đây có một cái túi này. Túi gì đây ta? Tí nữa chúng ta mở ra và khám phá sau nhé. Thêm nữa cũng là một gói gia vị. Và cuối cùng cái này là để làm sôi nước. Bây giờ chị sẽ bóc gói này ra trước. Sau đó cho vào đây. Các em lưu ý là chưa cho nước nhé, bởi vì nếu cho nước lúc này thì nó sẽ sôi mất. Sau đó thì chị sẽ bóc tất cả những gói nguyên liệu khác để cho vào trong khay này. Wow, trong đây là tteokbokki các em ạ. Chị rất là thích ăn tteokbokki, lẩu tteokbokki rất là ngon luôn. Có một gói chống ẩm như thế này thì các em phải bỏ đi luôn nhé và không được ăn. Wow, còn gói này là gói gia vị, chắc là muối, hạt nêm gì đó. Không phải kem ạ. Thơm như bột. À, bột phô mai. Tại sao bột phô mai lại có màu như thế này nhỉ? Rất là béo và ngậy. Đây là một gói gia vị. Wow, không phải kem ạ. Kim chi. Mùi rất là thơm luôn. Kim chi Hàn Quốc. Được khá là nhiều kim chi đấy các em. Tiếp theo xem chúng ta có gì đây. Wow, giống như kiểu là ớt bột Hàn Quốc vậy các em ạ. Tương ớt Hàn Quốc chứ. Đây chính là gói nước sốt của lẩu. Vậy thì tôm đâu ta? Nãy chị có nhìn thấy một con tôm mà. Hay là hình ảnh chị mang tính chất minh họa? Chỉ còn một gói cuối cùng này thôi. Hy vọng ở bên trong này sẽ có một con tôm hùm. Xem tôm đâu nào. Đây là khoai môn thì phải. Đây là mực. Chị nghĩ đây là mực kim ạ. Còn đây là gì đây ta? Đậu hũ. À, đậu hũ đúng rồi. Còn đây là nấm. Chị sẽ đổ hết ra luôn. Là hình ảnh không mang tính chất minh họa mà là hình ảnh thật. Tất cả các nguyên liệu được sấy khô. Cho nên nó rất là nhẹ luôn. Đó, các em nhìn này, chị sẽ san đều nó ra. Sau đó cho vào đây một ít nước. Sau khi cho nước vào thì gói sốt của chúng ta tan ra, tạo màu sắc rất là đẹp. Và các em lưu ý là chúng ta chỉ cho nước đến vạch này thôi nhé. Ngoài ra thì chị cũng sẽ cho vào trong cái tô này một ít nước. Các em chú ý là chúng ta chỉ cho tới vạch này thôi. Sau khi cho nước vào thì nó sẽ làm cho gói này xảy ra một phản ứng hóa học kỳ diệu và tỏa ra nhiệt, làm nóng nước. Chị sẽ cho thử cho các em xem nhé. Chúng ta cùng quan sát nào. Bây giờ thì nó chưa có hiện tượng gì xảy ra hết.
phồng lên luôn kìa các em. Phồng lên rất to luôn. Wow, các em thấy chưa? Wow. Ha, bây giờ chị phải cho cái này vào mới được. Hơi nước bốc lên rất là nhiều. Sau khi cho vào thì chị sẽ phải đậy nắp lại. Chúng ta sẽ đợi chờ cho đến khi nào hơi nước bốc ra khỏi chỗ này thì có nghĩa là lẩu của chúng ta đã chín. Bây giờ thì nó đã bốc khói ra qua cái lỗ này rồi. Tuy nhiên chị nghĩ là chưa được đâu, bởi vì chị vừa mới đọc hướng dẫn lại là chúng ta cần phải chờ đợi trong khoảng 15 phút cơ. Lúc này thì bên ngoài thành của cái tô khá là nóng cho nên các em không đụng tay vào nhá. Như vậy có thể bị bỏng đấy. Chị nghĩ rằng cái gói tỏa nhiệt lúc nãy sẽ rất là nóng và nhiệt độ của nó có thể cao hơn 100 độ C để làm cho nước ở phía dưới sôi và nước bên trên cũng sôi luôn. Thật là thần kỳ đúng không em? Đó, bây giờ hơi nước bốc ra rất là nhiều. Ồ, nóng lắm luôn em ạ. Hai bên này thì không nóng. Ở bên hông này cũng nóng luôn. Giống như kiểu là một cái nồi vậy. Chị thấy nồi lẩu như thế này thì rất là tiện, chúng ta có thể mang đi picnic, đi du lịch. Hôm sau thì chị sẽ sử dụng nó để thực hiện thử thách 24 giờ. Các em hãy cùng chờ đón nhé. Đó, nước bốc lên ngày càng nhiều. Hơi nước này các em rất là nóng đấy, cho nên các em không nên để mặt lại gần nhé. Sau khoảng 15 phút chờ đợi thì hơi nước cũng không còn ra nhiều nữa. Chị sẽ mở nắp ra xem thử bên trong đã chín chưa nhé. Hấp dẫn quá. Thế nhìn này, chị sẽ kéo lại gần đây. Một mùi rất là thơm, nhưng mà ngửi mùi thôi là chị đã thấy nó cay rồi đấy. Ở đây có một đôi đũa mini rất là xinh này, thêm một cái thìa và một miếng khăn giấy nữa. Người ta rất là chu đáo đúng không em? Tuy nhiên hình như phần này chỉ dành cho một người ăn thôi thì phải, bởi vì chỉ có một đôi đũa và một cái thìa. Anh Tiểu Thúi hôm nay phải nhịn rồi. Tteokbokki thường rất là khó chín. Khi mà chị nấu tteokbokki chị cũng cần phải nấu trong khoảng 15 phút. Không biết bây giờ nó đã mềm chưa. Wow, khá là mềm rồi này các em. Nước lẩu thì có màu sắc rất là đỏ. Bên trong đây còn có cả rong biển. Đây là mực, nấm, khoai môn. Cái này hình như không phải đậu hũ. À, đậu hũ luôn. Đây là đậu hũ trắng các em ạ. Một em tôm đâu mất rồi, chỉ có duy nhất một con tôm thôi. Chị sẽ ăn thử từ nước trước, xem nước có ngon hay không. Còn rất là nóng luôn em ạ. Cay nữa. À, cay cay thơm thơm, ngon hơn lẩu chị nấu. Màu sắc thì rất là đẹp, các em nhìn này. Chị sẽ ăn miếng mực. Miếng mực lúc nãy thì chị nhìn thấy nó xốp xốp, không biết ăn nó ngon hay không. Không phải mực thật đâu các em ạ. Mực này như kiểu là bằng bột thôi. Vậy thì tôm có phải là thật không ta? Tôm thật. Mực là giả nhưng mà tôm là thật. Có điều là tôm không được tươi ngon như là tôm chị mua ở trong siêu thị. Còn đây là một miếng đậu hũ, hay còn gọi là đậu khuôn đấy các em. Nhìn thì nó không được trắng trẻo cho lắm. Nó cũng có vẻ hơi xốp xốp này các em. Rất là xốp luôn, giống như kiểu được làm bằng bột vậy. Ăn thì rất là dai và giòn. Đậu hũ khá là ngon. Càng ăn thì chị càng cảm thấy nước này ngon. Có mùi của kim chi nữa. Chua chua cay cay. Giống như kiểu là lẩu kim chi vậy. Còn đây là tteokbokki.
Tteokbokki chín rất là mềm được anh ạ. Có thể là do nó ở dưới đáy cho nên là nó chín kỹ hơn. Cực kỳ ngon luôn. À, lúc ăn đậu thì chị cũng rất là thích ăn nấm. Nấm thơm y như nấm mà chị vẫn hay mua. Thứ mà chị thấy dở nhất thì có lẽ là mực. Bởi vì lúc nãy chị hy vọng đó là một miếng mực thật, nhưng không ngờ nó là mực giả. Thật là chán. Còn cái này lúc nãy chị nói là khoai môn, nhưng mà bây giờ thì chị nghĩ không phải khoai môn đâu các em ạ. Giống như kiểu là thịt xông khói mà. Ngon cực kỳ ngon. À đã quá. Nếu mà có thêm một chút mì tôm cho vào trong đây nữa thì chắc chắn là tuyệt vời luôn. Và như vậy là chị vừa giới thiệu với các em một món ăn khá là thú vị đúng không nào? Tuy nhiên với mức giá là 250.000 thì chị mong đợi nhiều hơn ở nó. Lúc đầu thì chị hy vọng rằng ở bên trong nó có nhiều tôm thật, mực thật. Nhưng mà lúc ăn thì chị mới phát hiện ra rằng mực thì đa phần là giả hết và khi ăn cảm thấy bột bột. Lúc mà ăn thì chị cũng cảm thấy như là mình đang bị lừa dối. Với giá 250.000 thì chị có thể đi ra ngoài quán và gọi một tô lẩu thịnh soạn luôn. Nhưng mà nó lại khá là phù hợp để chúng ta mang đi picnic với điều kiện là không có bếp núc để tiện nấu ăn. Và nó cũng rất là phù hợp đối với những người nào cực kỳ thích ăn lẩu. Còn đối với những người không thích ăn lẩu lắm như chị thì chị sẽ sử dụng 250.000 đó để mua những thứ ăn sẵn như là pizza, gà rán. Sẽ phù hợp hơn đối với những người như chị. Còn các em thì các em có thích ăn lẩu hay không? Hãy bình luận cho chị biết với nhá. Còn bây giờ video của chị đến đây là kết thúc rồi. Nếu như các em cũng thích món ăn này, hãy cho chị một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ bên mình nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở sau.